Hey, chào các bạn. Sau đoạn clip test vài sản phẩm của chị Thư, đó chính là cái clip mà anh Phi sẽ điểm tin hàng vào của cửa hàng Apple ở ngày 13/4/2020. Đó là ngày cuối hàng số 3, gồm cả ngày 11, 12 và 13. Ngày 12 thì anh Phi đã điểm tin rồi, và ngày 13 thì anh Phi chưa có điểm tin hàng hóa. Và trước mặt anh Phi đó chính là cái những cái hàng hóa mà chúng ta sẽ điểm tin. Thì cái hình ảnh ở đây thì anh Phi sẽ cho lướt nhanh qua thôi, mỗi một sản phẩm như vậy nó tầm khoảng 2 giây là cùng thôi, để các bạn có thể xem được nhanh những cái sản phẩm, tại vì hình ảnh anh Phi chụp rất là nhiều. Đợt ngày 12, 11 thì anh Phi chụp được khoảng 300 tấm hình, còn ngày 13 thì chị Thư chụp được khoảng 290 mấy tấm ấy. Thật sự ra mỗi lần hàng vào là anh chị chụp lại hết. Qua quá trình nhập hàng thì anh chị cũng sẽ chụp lại. Bởi vì sao? Bởi vì một là trước sau thì anh chị cũng sẽ phải kiểm lại những cái hộp hàng đó. Cái thứ hai sẽ chụp lại, cập nhật lại những cái thông tin về hàng hóa cho nhân viên để họ được biết. Cái thứ ba nữa là để điểm tin những cái hình ảnh sản phẩm ở phía trong cửa hàng, để các bạn biết được rằng là những cái nhóm hàng nào, những cái mặt hàng nào đã được Abo chăm hàng vô giai đoạn hiện nay. Thì thực tế ra mà nói thì anh Phi cũng có khả năng là tập kết lại theo những cái chủng loại hàng, nhưng mà xem như vậy thì chán lắm, một loại nó cứ vậy, cho nên là anh Phi sẽ xô nó theo thời gian thực, khui hàng tới đâu, chụp hình tới đâu và hình nó phát sinh tới đâu chúng ta sẽ coi tới đó ha các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục xem cái điểm tin hàng hóa ngày hôm nay của anh Phi dành cho cái những cái món hàng đồ chơi được anh Phi và chị Thư dán tem vào ở ngày 13/4 nha các bạn nhé. Bây giờ anh Phi và các bạn cùng xem nhé. Thì anh Phi cũng xem với các bạn luôn. Hiện tại thì anh Phi ghi hình này rồi anh Phi ghi hình sau, và cái màn hình trước mắt cũng đang xuất hiện những cái đoạn này, và anh Phi sẽ đồng bộ hai cái luồng dữ liệu này với nhau. Thì ở đây chính là một cái mẫu chơi lần nàng mà các bé rất là thích, hay là đây là những cái bộ bánh cắt ha, chơi phục vụ bánh ngọt chẳng hạn. Đồ chơi bánh cắt, đồ chơi trái cây cắt, hay là đồ chơi rau củ cắt, nói chung mọi thứ có thể cắt được hết thì các bé rất là thích. Còn các bạn nam thì đam mê những mẫu đồ chơi sinh nhật này hơn, khi chuẩn bị, khi cúc, khi anh Huy hy vọng là sau này American Captain, những cái Avenger họ sẽ sản xuất thêm những cái khiên dành cho Hulk hoặc là cái khiên dành cho Spider-Man chẳng hạn. Và đây là những cái bộ đồ chơi bếp mini, không phải là những cái kệ bếp lớn các bạn. Đây là những bộ bếp mini rất là nhỏ, và khi chơi với trẻ nhỏ dưới 3 tuổi thì các bạn vẫn phải lưu ý cái phần là nhai nuốt. Một phần này thì anh Phi không giới thiệu nhiều, tại vì nó là những cây xương hít, nó bắn phụt ra những cái cây mút hít tường thôi, nó cũng dễ chơi, nó cũng an toàn ha, nhưng vẫn khuyến cáo là nên đeo mắt kính bảo hộ ha. Đấy, và mới lướt qua hồi nãy thôi, đó chính là chiếc SG200 màu vàng rất là huyền thoại. Các bạn rất là yêu thích chiếc tắt tay rất là đậm, hay là những cái bộ biến hình. Còn đây là đồ chơi cơ động, các bạn cũng rất là thích. Cái bộ này có hai mẫu, con số 1 là mẫu hóa, con số 2 là mẫu hóa mã, các bạn chơi bằng mẫu hóa mã các bạn. Còn đây là đất cát trọng lực ha. Và đây nhóm hàng này Abo cũng rất là nhiều, đó là ATM các loại. ATM này thật sự nó giống như cái két sắt này thôi, các bạn bỏ tiền vào ngay cái hộp của nó sẽ hút tiền vào, và có thể bấm những cái password để các bạn mở ra. Password của nó ban đầu sẽ là 4 số 0, các bạn có thể thay đổi được, và nếu các bạn có lỡ quên thì mở pin lắp lại nó sẽ trả lại 4 số 0. Cái này chỉ mang tính chất là đồ chơi thôi nha, chứ nó không có giữ tiền như là két sắt thật đâu. Và giữ tiền như két sắt thật, cái việc reset cái password nó rất là khó ha. Nếu các bạn muốn ở thành phố Hồ Chí Minh mà các bạn muốn có đồ chơi cái xác thật, thì các bạn có thể ghé đường Võ Văn Tần, nó nằm cái khúc mà Trần Quốc Thảo, với lại ngay cái khúc gần ngã ba Trần Quốc Thảo lên tới xin xuống xíu là Bảo Nguyễn Thanh Quang. Các bạn nó bán rất là nhiều, nó có những cái mẫu màu hồng cho dành cho nữ rất là đẹp. Con Phi trở lại với cái phần điểm tin hàng hóa, nó gồm có những cái mẫu nút ráp gần Lego, hay là những cái mẫu đồ chơi búp bê. Đây là những cái mẫu biến hình, hồi nãy cái mẫu lớn hơn, hàng là 8 lớn hơn cái hàng là 6 này. Và đây là một cái mẫu các bạn cũng rất là thích, máy gấp thú hoặc gấp kẹo, các bạn có thể bỏ cái chậm nhỏ vô gấp ra được hết đó. Nó giống như là cái máy gấp thú ở các cái trung tâm đồ chơi nụ cười vui ha, nụ cười mới, nụ cười vui đúng không? Những cái trung tâm ở những cái mall, giờ nhắc tới mall các bạn cũng thấy nó hỗn loạn ha, bởi vì cái tầm hoạt động nó đã thu hẹp. Và đây chính là 5 tin
trống đâm cái tì, phải đâm con cái tì, đâm để cho nó bay lên. Thực tế về cái mẫu đó không phải là trống. Khoan anh giới thiệu về bác sĩ nha, đó đây là những cái mẫu bác sĩ búp bê. Cái mẫu đó không phải là cái trống đâu nha các bạn, đúng ra nó là cái thùng rượu. Tại vì hải tặc họ đi biển á, là cái đó là những cái thùng rượu. À còn đây là cái mẫu rất là dễ thương là robot gọi là Swarman, là cái nó giống như Spiderman là người nhện, còn cái này là Swarman là người kiếm, người gươm gì đó. Nhưng mà cái con đó anh thấy nó thỏ hơn ha. Còn đây là những cái dòng đồ chơi, đồ hàng, trang điểm hay là máy sấy hay là làm đẹp. Tại Abo nó có rất là nhiều. Abo nó chia thành 3-4 khu. Khu phía trước là cái khu mà có những cái tủ kiến để trưng bày, rồi xe, rồi đồ chơi theo phim, rồi xe trớn chẳng hạn, xe mô hình chẳng hạn. Rồi phía trong là những cái đồ chơi điều khiển, đồ chơi mô ly, đồ chơi khủng long, đồ chơi biến hình, trong không mơ chẳng hạn, rồi đồ chơi robot. Rồi xích trong chút xíu nữa là nó có đồ chơi khủng long, đồ chơi khủng long điều khiển, khủng long viên. Rồi khu giữa thì thường là những cái nút ráp, nút ráp lớn, nút ráp nhỏ, chúng ta kêu bằng Lego nhưng thực sự không phải, nó chỉ nhảy cái nút Lego thôi. Đây là một cái bộ mà anh rất là thích, chiếc xe phục vụ về kem nè, rồi chiếc xe đồ chơi sửa chữa nè, rồi chiếc xe đồ chơi bác sĩ, nó có rất là nhiều thứ, đồ chơi đất sét. Rồi phút sau nữa là một cái thế giới dành cho bạn các cái gái. Còn đây là một con rắn thì rất là yêu thích, gần như con trăng nó cũng vui nè. Rồi nó có một cái đoạn clip anh đi lòng chung vô chị Thư để một giải sản phẩm luôn á. Cái mã của nó là 3 số 7 chữ A. Các bạn lên kênh Abo các bạn gõ 3 số 7 rắn điều khiển, 3 số 7 chữ A, nó cũng có khả năng ra được cái mẫu để phim để các bạn có thể coi. Anh Vy chưa tách clip đó tại clip đó chị Thư thử nhanh quá. Còn đây là những bộ đồ chơi trang điểm. Anh Vy lưu ý các bạn, đồ chơi trang điểm nếu nó có phấn hợp thì các bạn cũng không nên trang điểm trên da, tay, da mặt, da chân của mình. Đa phần các bạn nên trang điểm trên búp bê và sau đó rửa búp bê lại với xà bông. Chứ nếu các bạn trang điểm thật trên da, nó sẽ có những cái da bé nó bị mỏng hoặc là nó bị nhạy cảm á, thì rất là không hay. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ bị dị ứng da. Đó, đây vẫn là đồ chơi, anh nói thật với các bạn, đồ chơi trang điểm là đồ chơi thôi, cho nên không thể nào hy vọng nó quá nhiều đâu. Đồ thật của các mẹ mua còn nhiều khi còn bị dị ứng, ai muốn hồ gì đồ chơi, cho nên là vui lòng đừng chơi trên da tay, da chân của các bé giùm em một cái ha. Chơi điều đó là rất là nguy hiểm. Đây là một cái chú rắn nữa mà các bạn đang thấy, nó chính là những cái con rắn tương đối nhỏ thôi, tương đối nhỏ thôi, cái dòng của mình nó dày ha. Một cái bé rất là yêu thích nha, coi được trên hình nó có giá luôn nha các bạn. Anh Vy đang cố gắng đưa những cái thông tin cần thiết lên trên hình ảnh sản phẩm luôn, mà các bạn không cần phải hỏi Abo nữa cái này giá nhiêu chẳng hạn. Anh Vy bóc list giá luôn, ai muốn cạnh tranh giá thì thôi được cạnh tranh. Vấn đề còn lại là bán kinh doanh là nó rõ ràng, nó sòng phẳng, nó phải sống được cái đã, chứ không thể nào bán rẻ nhất đâu các bạn. Rẻ nhất chỉ có các bạn bị lầm thôi, chứ cửa hàng họ không lầm đâu. Chẳng hạn như với một cái sản phẩm mà họ kiểm tra không hết, hoặc là họ kiểm tra họ lấy những cái điểm mấu chốt, điểm lỗi thì họ giảm giá thôi. Đơn giản như vậy ha. Rồi đây là những cái bộ đồ chơi về siêu nhân, rồi đồ chơi kem, rồi có những cái máy bán nước nè, rất là hay. Còn bộ này thì rẻ thôi, 45.000, biến hình robot, robot nhái nha, robot xịn, con này tới 200 mấy lần. Còn đây là một bộ đồ chơi hóa trang thành những anh hùng vũ trang chuyên đi bảo vệ người gọi là hiền lành ha, hóa trang thành những cái chiếc quấn đuống bắn tỉa để chuyên tiêu diệt kẻ ác ha. Rồi những cái bộ đồ chơi thách đấu là treo khỉ, rồi đồ chơi khu phố Kitty chẳng hạn. Nói thật với các bạn là hiện nay anh Phi anh ngồi kể đồ chơi ở Abo, anh có thể kể từ sáng tới tối, có thể làm ra một cái channel là 24 tiếng ngồi kể, xong rồi chở anh Phi đi bệnh viện luôn. Tại vì ngồi nói suốt 24 tiếng, xin lỗi các bạn, đang bị dục cái cổ. Hôm nay thì anh Phi tới cái mùa nóng này, anh Phi hay bị nổi cái hột trong cổ lắm. Hôm nay anh Phi chưa có đi khám được vì họ phòng khám không cho khám. Mà cái hột cổ này chẳng phải dính dáng gì tới Covid, chẳng hạn năm nào Phi cũng bị hết. Vô cái mùa này kế toán anh Phi bị stress về vấn đề số liệu, rồi những vấn đề ăn uống, uống cà phê, rồi những ngày hôm nay nó không liên quan anh ra Phi uống miếng nha. Anh Phi không dám bỏ đá luôn, anh Phi lấy cái muỗng bự hơn nữa như vậy được. Chiếc xe đó là xe mô hình,
À, xe mô hình, xe Jeep, xe quân sự nha. Cái xe đó 410 ngàn, cũng không phải là rẻ nhưng cũng không phải là mắc. Coupe chạy xe đạp, mẫu này bán được, các bé rất là thích. Còn con này là thanh hai Iron Man, Spider-Man đen và Spider-Man đỏ đang trên những cái con robot để đánh nhanh. Đó cũng là sẽ là những cái ý tưởng để xem coi Avenger họ có cập nhật hay không ha. Đó. Còn đây là một chiếc xe mà Phi rất là thích, xe của chiếc xe đen thì lùi, nó gọi là đen phủ lùi. Còn đây là một Boy, Boy có pin mà có đi đi được. Và đây là một cái bộ xe được những từ xa ra tương đối rẻ mà sẽ sử dụng trên sàn. Đây là em bỏ ngựa mà chị Thư hay kêu bằng cào cào, hai vợ chồng cứ cự nhau chuyện này. À, còn đây là những bộ đồ chơi bếp, các bạn cũng thấy clip đó là các chị bọc cái bộ đồ chơi này lại. Tất cả những cái hàng mà bị móc 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 lỗ thì thường Boy sẽ bọc hết. Tại vì khi tới tay các bạn có khả năng nó sẽ bụi, rất là bụi, cho nên anh Phi sẽ bọc lại để tránh bụi vô trong đó. Có lao cũng chẳng sạch đâu các bạn ơi, mấy năm nay rồi anh Phi làm rồi. À, từ năm 2003, tháng 4 năm 2003 anh Phi mở Abo trở lại. Vì ngày xưa có một cái bé 48, anh Phi làm không thành công. Hồi xưa ngây ngô mới vô nghề cho nên làm hoài làm xong, cho nên là thôi nghỉ thời gian rồi xong hôm nay nè. 2003 anh Phi làm lại ha, cái Abo, và cũng may mắn là học được từ những người sếp của mình, những tư duy và những cái tâm lý làm sao để duy trì sự sống trong một cái điểm kinh doanh và sau đó mới phát triển nó. Thì anh Phi cũng may mắn là khi làm được ha, cũng học được từ anh chị cũng rất là nhiều ha. Rồi đây là những cái bộ đồ chơi kem mà anh Phi cũng rất là thích. Nó có đồ chơi kem nè, quầy kem nè, máy tính tiền siêu thị kem nè, rất là nhiều thứ về kem. Còn đây là một cái mẫu mà anh Huy cũng rất thích là cái ATM cát sắt mà nó chuyên về poly. Nhưng mà lạ cái nó không có con xanh lá, nó có ba con xanh dương, màu hồng và màu đỏ, không có xanh lá. Còn đây là một cái mẫu xe điều khiển từ xa mà các bạn nhỏ lại rất thích, rẻ ha. Vừa lướt qua hồi nãy là Lego Phi Thuyền, Phi lấy ít nãy giờ hai hộp cho các bạn. Rồi đây là một cái mẫu máy tính tiền siêu thị. Máy tính tiền siêu thị thì có bao nhiêu, cái khu hàng đặc có rất là nhiều mẫu à, nhưng mà thường thì hàng nam nó cũng nằm ở đó luôn, anh đi tập kết hết đó. Còn đây là những khu bếp. Đây chiếc xe này cũng thích lắm, nó có mẫu bự hơn, mẫu to hơn nhiều nhưng mà hết hàng rồi, còn mẫu nhỏ thôi. Còn mẫu này là mẫu xe điều khiển mở cửa nhưng mà nó làm nhiều màu cho nên nó rất thích. Cúp bê mẫu này thì nó cũng có khá nhiều kiểu bàn trang điểm, là giường ngủ nè, rồi giường sofa ở phòng khách chẳng hạn. Và đây là một cái máy hút bụi, nó như thật vậy nhưng mà nó không phải hút bụi, nhưng mà các bạn phải dùng được chứ. Bếp mini, vẫn lưu ý các bạn những trẻ nhỏ dưới 3 tuổi coi chừng nhai nút ha, rất nguy hiểm đó. Nhưng các bạn khi cho con chơi thật các bạn, cái thứ gì cũng nguy hiểm hết á. Nè, nói cho các bạn nghe nè, nói về nhọn thì cái bút này cũng nhọn nè, nói về nhọn thì cái muỗng này cũng nhọn, ngậm trong miệng mà ở sao đẩy tới cái là chấn vô cổ liền luôn ha. Nó có rất là nhiều thứ để chúng ta sẽ phải cân đối cái chuyện an toàn cho trẻ nhỏ. Nên không phải chuyện đơn giản ở nhà ở sản xuất họ lưu ý là 3 tuổi hay là 2 tuổi, cái thứ khỉ gì bây giờ nó cũng có, Huy thấy cũng có khả năng phát sinh nguy hiểm chứ. Đang cầm cây bút này đi nhẽn 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 té đập đông như đây là chạy phá ha. Tại vì mà nhỏ cũng quất ra phá nên là mình biết được chuyện này. Còn chúng ta các bạn đó chính là 3688 gạch cao 13A, những cái mẫu xe thuộc dòng 3688 gạch K gì đó, rất là được ăn hàng và các bạn rất là thích cái kiểu đó. Đó. Hồi tối nay 10 giờ đêm anh Phi phải thức dậy để làm một cái đoạn clip cho một cái anh bạn hồi xưa cũng từng học trường đại học Nguyễn Tất Thành ở gần ở Abo luôn, rồi sau này bây giờ về chẳng về Nguyễn Tất Thành nữa. Chào Vinh làm việc rồi thì mua hàng gửi về dưới. Và anh Phi cũng rất là thích cái tâm lý của em mua tặng cho cháu và sợ chị lo lắng cho nên là không có dám báo cho chị biết, nhưng mà nhờ chị nhận hàng. Nhưng anh Phi khuyên là không nên, cứ báo cho chị biết, cái đó là cái tấm lòng của mình mua quà mình tặng cho cháu. Tại vì cái xã hội này thực sự nó là các bạn cũng đang loại lắm rồi. Và bây giờ anh Phi gọi điện cho chị, anh Phi nói có một người em của chị tên vậy đó, mua hàng rồi gửi về chị nhận dần, chị hỏi món hàng gì, nó xin lỗi chị em nói được rồi, giống như đánh hôn công tử vậy đó. Cho nên nó là thôi thì anh Phi cũng khuyến cáo là nên nói thật thì bạn cũng không thấy nó thôi. Và khi sau khi nói chuyện thật với chị thì chị nói ấm cái người đó chị nhận nha. Chúng ta không chọn cần phải giấu giếm gì hết, cái tấm lòng của chúng ta mà. Các bạn, anh Phi mặc cái áo đỏ này không phải áo đỏ ngày hôm qua đâu nha các bạn,
anh Phi có tới 2-3 cái áo đỏ này lận, các bạn yên tâm anh Phi không bị dơ đâu ha. Anh Phi mặc đồ mà một buổi là anh Phi này bị bỏ ngay. Trước mắt các bạn đó chính là những cái mẫu Lego ra cứu quả ở album tương đó có một vài mẫu, và đây là một cái bộ thú tổng có 4 con mà anh Phi sưu tầm hoài nó không ra con số 4, là cái con màu xanh lá. Anh Phi chỉ có con rồng là màu vàng, con sói màu trắng, con kim công màu đỏ, ôm màu nâu và con xanh không tìm được, lạ vậy đó. Nhà cung cấp họ cũng không lấy con xanh về, hoặc là anh Phi ra chậm một bước. Còn đây là những cái bộ xe chứa sạch kim loại đi, không có kim loại ha, có nhiều chiếc ở trong đó mà album cũng khá nhiều. Và đây là những cái bộ búp bê, giá này là giá một con nha các bạn, chứ không phải giá cho 6 con đó đâu nha. Rồi đây là một cái mẫu xe lửa đường ray, có thể là lần sau anh Phi sẽ nâng cái số dây lên quá, không kịp nói các bạn ơi, không kịp thuyết minh cho nó. Một bộ đồ chơi rồi, hết tới đây xin dừng và cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tiếp sau.